Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã vận hành chính thức từ ngày 29 tháng 10 năm 2022, từng bước giúp cho việc giải quyết các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục hành chính của người dân được tiện lợi, nhanh gọn hơn. Đang trong thời gian đầu chuyển đổi, còn những vướng mắc, song không thể phủ nhận, hệ thống dữ liệu thông tin của thành phố kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hỗ trợ rất nhiều trong công cuộc tra cứu, xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục cho người dân. Với căn cước công dân gắn chip, chị Mai, cán bộ đảm nhận mảng hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân quận 6 đã dễ dàng nhập liệu và tra cứu thông tin của người dân. Hệ thống thông tin của thành phố và Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia nhanh chóng cho ra các dữ liệu của công dân. Và các thủ tục sau đó cũng không chiếm nhiều thời gian của cán bộ lẫn người dân. Trước kia làm thủ tục thì phải đem hộ khẩu nè, chứng minh nhân dân nè, rồi những giấy tờ nào mà người ta cần mình cũng phải đem. Thì bây giờ làm những giấy tờ gì thì chỉ cần cái đem cái công dân căn cước, công dân này được rồi. Trong căn cước đó, cái gì cũng có hết rồi. Người ta có quyền chọn lựa, một là nộp trực tuyến hay là nộp trực tiếp. Trường hợp mà nộp trực tiếp á, thì mình á, đến đây á, mình sẽ thay người dân để nhập liệu cái phần thông tin đó lên cổng. Rồi mình tiếp nhận hồ sơ của họ. Rất nhiều việc cần phải làm trên đường đi tới một chính quyền số. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống dữ liệu. Ngoài vai trò của cán bộ, Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, để làm đầy dữ liệu thì người dân không thể thờ ơ, cần tích cực tham gia vào các dịch vụ công mà nhà nước cung cấp. Chỉ cần cung cấp cái thông tin đăng ký lần đầu tiên, sau những lần kế tiếp thì chúng ta sử dụng cái thông tin này để cho thực hiện cái đăng ký những lần kế tiếp. Và đặc biệt là thành phố sẽ thực hiện số hóa toàn bộ cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện cái thủ tục hành chính, để giúp cho chúng ta làm giàu cái dữ liệu của người dân, của doanh nghiệp. Thì cái việc làm giàu dữ liệu này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ giải quyết được cái việc là chúng ta cái vấn đề những cái trường thông tin mà chúng ta hiện nay đang chia sẻ nó còn chưa đầy đủ. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng đã đưa ra chiến lược quản trị dữ liệu, xác định mục tiêu đến năm 2025, những thông tin cơ bản của người dân liên quan đến dữ liệu hành chính, an sinh, y tế, hộ tịch sẽ được tổ chức, cập nhật đầy đủ trên dữ liệu dùng chung của thành phố, nhằm ứng dụng phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả hơn, cũng như nâng cao các dịch vụ công khác của thành phố.